Những tăng trưởng kinh tế đột phá của Việt Nam trong những năm gần đây đã kéo theo sự nhộn nhịp của thị trường vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp hay chủ xe nhỏ lẻ, việc tìm nguồn hàng cho xe tải vẫn là một bài toán khó. Do đó hôm nay mình chia sẻ các bạn ba cách để tìm nguồn hàng cho xe tải của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mình đã áp dụng thành công rực rỡ đấy các bạn. Cách 1, liên kết với các chủ xe lớn. Các chủ xe lớn luôn có rất nhiều khách hàng cũng như có nhiều mối quan hệ làm ăn lâu năm. Trong những năm gần đây, do nhu cầu vận tải cao, nhiều doanh nghiệp lớn đã bắt đầu ở trong tình trạng thiếu xe chạy nhưng vì muốn giữ mối hàng nên họ có nhu cầu tìm những nhà xe nhỏ lẻ để nhượng lại đơn hàng đứng giữa ăn hoa hồng giá cước của những đơn nhượng lại có thể thấp hơn một chút nhưng sẽ giúp xe của bạn không còn tình trạng chống ca xe bù đắp được các khoản chi phí khấu hao bảo dưỡng tuy nhiên khi vận chuyển các đơn hàng này bạn tuyệt đối không nên tranh thủ lấy luôn mối của các doanh nghiệp đó đây là cái tâm và uy tín của người làm nghề cũng như đặc điểm của ngành vận tải đó là luôn kết thành các hiệp hội mà một khi mất uy tín sẽ rất khó làm ăn. Cách 2, sử dụng các ứng dụng để tìm nguồn hàng nhanh cho xe tải. Hiện nay trên kho ứng dụng của Google Play của smartphone đều có rất nhiều ứng dụng tìm nguồn hàng cho xe tải, bằng cách giúp bạn đưa những thông tin về chủng loại xe, báo giá để khách hàng lựa chọn. Ưu điểm của các ứng dụng này là bạn có thể tỷ lệ chốt đơn hàng cao, chỉ cần khách hàng chọn bạn gần như 90% bạn sẽ có đơn hàng và nguồn hàng cho xe tải ở đây cũng tương đối ổn định nếu dịch vụ của bạn thực sự tốt. Tuy nhiên nhược điểm là bạn sẽ không thể trực tiếp trao đổi khách hàng ngay lập tức mà phải qua trung gian. Thêm nữa là khách hàng khi lên app sẽ có rất nhiều lựa chọn, vậy nên áp lực cạnh tranh để đưa ra giá tốt cũng rất lớn. Cách 3. Tham gia vào group vận chuyển hàng hóa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hội xe tải chở hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh là một group trên Facebook có gần 30.000 thành viên cũng như hơn 30 đơn tìm xe, tìm hàng chất lượng mỗi ngày. Người có nhu cầu vận chuyển sẽ tự để lại số điện thoại, cũng như yêu cầu về xe, chiều đi, chiều đến giúp bạn dễ dàng trực tiếp liên lạc để báo giá tốt nhất. Đồng thời khi bạn có xe trống, có thể dễ dàng đăng lên group để người có nhu cầu thuê vận tải tự liên lạc lại, đặc biệt hơn, đây là một group cộng đồng nên bạn không cần phải trả bất kỳ một khoản phí nào. Thật là tiện lợi phải không nào? Nếu bạn muốn tham gia group hội vận chuyển lớn nhất Sài Gòn, bạn có thể click đường link mình để trong phần mô tả bên dưới ạ. Chúc các bác tài thành công.